Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy Rigid. Cái này là cái thân máy nha anh em, và sale giá tốt cho anh em. Này là máy Mỹ về và sử dụng chung hở pin AEG của anh em, hoặc là pin Rigid. Thì cái dòng này là dòng mới, mới ra nha anh em, và nó được gọi là tiết kiệm được 20% pin. Tiết kiệm được 20% pin đây anh em ạ. Đó, thì cái hộp này á, là nó mới chăm chăm, nó chỉ có hàng Mỹ, thì nó vận chuyển bên Mỹ có mớp hộp, và giá sale của nó của bên em là 2 triệu cái body. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Máy này nó là R862311B, mã của nó như vậy nha anh em. Đây, R862311B. Thì em này hàng Mỹ về, ha, có label đồ của Mỹ về đầy đủ. Rồi, em này nó có cấp độ nha anh em. 900, 2000, 2009. Em này nó lực tối đa lên đến 260 Newton luôn. Wow. Makita rồi Milky rồi The One, chưa em nào qua mạnh được em này. Em này lên đến nè 260 Newton luôn, rất là khủng ha anh em ha. Đấy, hàng này hàng Mỹ về, 260 Newton luôn, quá dữ, quá dữ anh em ha. Đây, rồi nó có nhiều mod điều chỉnh cấp độ ở phía sau. Nhờ anh em like giúp em một like ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cho sở hữu cái máy nó ổn định hơn ha. Rồi, Tùng sẽ gửi đến anh em xem. Mạnh hơn học tan luôn. Rồi, nó là Rigid không chổi than. Rigid. Nó có 1 2 3 điều chỉnh cấp độ. Đây, R862311. Em này nó sản xuất tại China. Rigid vào thị trường Mỹ nha anh em. Rồi, đây. Ok, em Tùng sẽ test cho anh em xem. 2 triệu một cái body nha anh em. Anh em đã có pin sạc rồi thì cứ mua thằng máy. Kinh khủng, rất mạnh. Rồi, nó là cấp 3, cấp 1, cấp 2. Đây. Với lực 260 thì mở bánh xe hơi vẫn được. Chỉ một cây gích vít mà gắn bộ lông mở bánh xe hơi vẫn được luôn. Ok, khui tiếp em này. Giá này khá tốt nha anh em. Anh em nhanh tay để sở hữu em này. Catalog rồi đó. Không chổi than, rootless điều chỉnh 3 cấp độ. Rồi, em Tùng test hàng Mỹ có chứng nhận UL. Rồi, cấp 1, lên cấp 2, lên cấp 3. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180.